Hòa trong không khí ấm áp của đêm Giáng sinh cùng với các giáo dân trong cả nước, đông đảo người dân tỉnh Long An đã nô nức ra đường đến các nhà thờ để đón Giáng sinh và chào đón một năm mới an lành. Tại nhà thờ và các hội thánh trên địa bàn huyện Cần Đước ngay từ chiều ngày 24 tháng 12, có khá đông người dân tới tham gia vui chơi và thưởng thức các chương trình văn nghệ giải trí trong không gian rực rỡ của đèn, hoa và cây thông Noel. Bên cạnh các chương trình lễ, các giáo xứ và hội thánh còn tặng quà cho hộ nghèo, tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui Noel. Em mỗi năm thì em cũng hay đi, em đi từ nhỏ tới lớn luôn. Năm nay thì em thấy trang trí đẹp hơn mấy năm trước nhiều, không khí cũng rất là vui vẻ. Làm cho em thấy không khí Giáng sinh giờ vui. Em muốn mọi người đều có thể được bình yên, được may mắn. Năm 2024, hơn 2.300 tín đồ theo đạo Tin Lành và Công giáo của huyện Cần Đước tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và phát triển kinh tế địa phương.